Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Hôm nay thì là một clip mà mình sẽ không ngồi như mọi khi, mình sẽ đứng với các bạn, nó chẳng khác nhau gì mấy. Nó vẫn là một clip review. Và hôm nay lại là màn hình. Tớ chán là màn hình lắm rồi các cậu ạ. Nhưng mà về các bạn thì đợi tí. Có màn hình này thì mình đã bóc ra rồi. Tuy nhiên là đạo diễn bảo là mình phải cho các bạn một cái view tổng thể để các bạn sẽ biết được là khi mà mua cái màn hình này anh em sẽ có những cái công việc gì cần phải làm, có cái hộp bóc nó ra làm sao. Mặc dù mình hơi lười, nhưng mà trước tiên thì bóc hộp đã. Nó to hết cái bàn luôn. Đầu tiên thì anh em sẽ có một cái hộp phụ kiện như thế này. Để tạm nó ra đã. Unbox cái này ở trên bàn nó không hề dễ một tí nào. À, cái chân nữa cũng bỏ riêng ra. Một cái chân đỡ cũng bỏ riêng ra. Chắc phải cho xuống đây. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có con màn hình. Vì lý do an toàn cho ví tiền của mình. Thế cho nên là nó trơn. Ok. Ôi, nó có một cái nút ở đây để anh em có thể tháo và lắp cái chân này một cách rất là dễ dàng. Anh em sẽ không gần như là sẽ không cần phải kiểu có từng con ốc ở đây để vặn để kết nối vào ấy. Nó rất là lâu. Và ở đây thì anh em sẽ có sẵn những cái khớp như thế này để có thể cài vào luôn. Và kể cả là ở cái phần đế bán nguyệt này, anh em cũng sẽ có luôn một con ốc ở đây. Và chỉ cần vặn bằng tay thôi. Thế các bạn thì cái thiết kế như thế này mình thấy rất là thích ở LG, ở trên tất cả những sản phẩm màn hình của LG. Họ cho chúng ta một cái sự tiện lợi được đẩy lên một cách kiểu cao vô cùng. Và nói chung là lắp đặt chưa đến 5 phút. Chắc là tầm 1 phút thôi ấy. Nếu mà tháo hết ra mọi thứ thì chắc là vào tầm 5 phút. Nhưng mà khi mà hoàn thiện các cái linh kiện vào, những cái chi tiết vào thì chỉ mất tầm 1 phút thôi. Rất là nhanh. Thế với các bạn là sau khi lắp đặt xong, anh em sẽ có một con màn hình khá là to và dài. Và lại còn cong nữa. Nhưng mà tạm gác con màn hình sang một bên. Ui, mình không muốn lương của mình mất đâu. Thì chúng ta sẽ có một cái hộp phụ kiện accessory. Đấy. Khá là đầy đủ, nó rất là đầy đủ ấy. Vì nói thẳng là đây là một con màn hình cao cấp. Và mức giá của nó cũng không hề rẻ một tí nào. Cho nên là chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả những cái phụ kiện cần để kết nối. Anh em sẽ có một dây HDMI, một dây DisplayPort, một dây USB Type-C Thunderbolt. Thì cái dây này xịn cực kỳ luôn. Anh em rất khó để có thể mua được ở trên thị trường. Nhưng mà ở trên con màn hình này tặng kèm. Tí nữa mình sẽ nói sau về cái dây này. Khi mà nhất là với những anh em mà dùng MacBook hay là những cái sản phẩm kiểu di động như kiểu là Samsung Note hay là Samsung Tab, các thứ mà muốn có một không gian làm việc ở trên một cái màn hình to, thì anh em chỉ cần mua màn hình này về thôi. Có sẵn dây để kết nối đây rồi. Dây cấp điện cho nguồn này. Và đây là cục nguồn. Rất là địch. Và cái cục nguồn như thế này thì với những con màn hình mà có cục nguồn thì mình cũng đã từng nói ở một vài video trước rồi, là anh em sẽ có một cái để đảm bảo an toàn cho cái màn hình của mình. Thì thông qua cái nguồn này bên trong nó cũng đã có cầu chì và những cái công tác bảo vệ điện các thứ rồi, điều chỉnh điện để có một cái luồng điện ổn định, cũng như là không sợ bị chập điện hay là kiểu chênh lệch về điện thế khi mà truyền vào màn hình. Với cơ bản là độ bền của nó cũng sẽ được tăng lên khi mà có cái cục nguồn như thế này. Đó, sơ qua. Còn đây là một cái để bó dây vào cho gọn. Hết. Bây giờ thì mình sẽ thôi, chắc là sẽ cắm vào điện thoại đi để cho nhanh. Mình sẽ cắm vào con Samsung của mình và sử dụng Samsung Deck. Chào các bạn lần nữa. Vì một số lý do kỹ thuật thế cho nên là con Samsung của mình nó không nhận cái dây Thunderbolt này. Cũng có thể là Samsung nó không có Thunderbolt, nó chỉ có dây Type-C để truyền Samsung Deck thôi. Nhưng mà về cơ bản thì hiện tại thì màn hình đã lên rồi và mình sẽ phải sử dụng sang một con MacBook. Xịn không? Và tạm bỏ qua về các cái phụ kiện ở bên trong và đi kèm theo con màn hình, thì ban nãy mình có nói là đầy đủ, chúng ta sẽ có rất nhiều và đầy đủ các cái cổng kết nối để mà anh em có thể kết nối với các cái thiết bị mà anh em muốn, như là Type-C này, DisplayPort và HDMI đã nói đầy đủ ở bên trên rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về thiết kế
Nhìn chung là nó sẽ khá là tốn diện tích của anh em khi mà anh em đặt ở trên bàn, nhất là với cái chân màn hình bán nguyệt như thế này. Thì nói thẳng ra là ok, về cái thiết kế vật lý của nó thì nó sẽ giúp cho cái trọng lượng của chiếc màn hình được kiểu cân đối và sẽ giữ được cái sự chắc chắn khi mà anh em dùng về lâu về dài. Tuy nhiên thì cái gì cũng có giá của nó. Đổi lại cái sự chắc chắn đấy thì anh em sẽ bị mất một khoản diện tích kha khá ở trên bàn như thế này. Và nếu mà những anh em mà có cái bàn ở nhà mà đang sử dụng nó có diện tích như này này thì anh em sẽ phải kéo nó ra tít tận đây. Và cái phần bàn phím và làm việc của anh em thì nó mới có một khoảng như thế này. Nhưng về cơ bản thì nó sẽ đủ diện tích cho anh em để chuột bàn phím. Tuy nhiên cái khoảng cách để mà từ màn hình đến mắt người ấy, mà với con màn hình 38 inch như thế này thì thực sự là nó chưa được đảm bảo cho lắm. Thế cho nên là mình hơi buồn về cái vấn đề cái chân. Và như anh em đang thấy rồi thì chúng ta có một con màn hình gần như là tràn viền. Tuy nhiên thì cái viền của nó, cái phần cạnh này này, nó khá là dày, lên đến tầm chỗ này phải tầm hơn 2cm. Và cái logo vẫn ở vị trí quen thuộc như những cái con màn hình khác, LG ở chính giữa, cạnh bên dưới này. Và có một cái nữa là mình rất thích cái joystick để điều chỉnh các cái chế độ ở trên con màn hình LG, mà mình đã nói ở rất nhiều những cái video mà mình review ở những con màn hình LG trước rồi. Con này không ngoại lệ. Anh em sẽ có một cái joystick ở ngay vị trí dưới này, rất dễ để sờ cũng như là móc, à nhầm, để sờ và điều chỉnh. Đây, điều chỉnh qua lại các thứ rất chi là đơn giản. Đó, chứ anh em không cần phải bấm và mò mò từng nút một như ở trên những cái con màn hình khác. Anh em sẽ có một dải của 5-6 cái nút đấy. Và về cái joystick thì mình cũng đã nói khá là nhiều rồi. Thế cho nên là anh em vui lòng xem lại những video trước mình đã review về những cái màn hình LG để có thể xem và hiểu rõ hơn về cái joystick này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phía đằng sau của con màn hình này. Đây này, cái viền nó rất là dày, dày cực luôn. Nếu anh em mà thích cái độ kiểu siêu mỏng cánh thì không ổn cho lắm. Tuy nhiên thì cái giày này nó cũng sẽ có sự bù đắp lại bằng những cái công nghệ bên trong con màn hình mà tí nữa mình sẽ nói sau. Cả đảm bảo là anh em sẽ bất ngờ. Bây giờ thì hãy điểm qua về một số những thứ mà chúng ta sẽ thấy ở bên sau, đằng sau của cái màn hình này. Và đằng sau thì như anh em có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có những cái vị trí của cổng kết nối ở đây. Anh em sẽ có hai cổng HDMI này, một cổng DisplayPort, hai cổng USB để anh em có thể gắn những cái thiết bị ngoại vi như là chuột bàn phím vào. Nó sẽ rất là tiết kiệm cái diện tích, cái số lượng ổ ở trên cái case của anh em. Nếu mà anh em có nhiều thiết bị ngoại vi như chuột bàn phím thì anh em ở đây anh em có thể gắn luôn vào đây và đi dây đằng trước bàn, nó sẽ rất là gọn gàng. Ngoài ra thì anh em sẽ có một cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt và cung cấp cái nguồn điện sạc như mình đã nói là 94W. Ở đây anh em được tặng thêm cả dây xịn luôn, chứ chẳng có gì phải băn khoăn cả. Và một cổng nguồn cũng như là một cổng 3.5 để cắm tai nghe. Và tiếp đến là cái khả năng mà điều chỉnh góc của con màn hình nó cũng sẽ rất là linh hoạt khi mà anh em có thể điều chỉnh này, góc lên, góc ngửa lên này, góc chúc xuống này, sang trái, sang phải, cũng như là lên xuống của cái chân này nó rất là dễ. Anh em chỉ cần ấn xuống này, nhấc lên, ấn xuống, nhấc lên. Thì nó sẽ tăng cho anh em cái trải nghiệm về sự tiện lợi. Và nhìn chung là thiết kế thì nó cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với mặt trước để mình có thể nói rõ hơn cho anh em về cái cấu hình chi tiết trên con màn hình này. Anh em sẽ có tấm nền và các thứ như thế nào. Cơ bản về thiết kế và những cái cổng kết nối cũng như là những cái phụ kiện kèm theo thì mình đã nói bên trên rất là rõ cho anh em rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua những thứ mà LG đã tích hợp ở trên con màn hình cao cấp này. Thì với các bạn, anh em sẽ có một con màn hình 38 inch với độ phân giải là Ultra Wide QHD Plus, trên tấm nền Nano IPS có tần số quét là 144Hz, độ sáng thì 450 nit và độ phủ màu DCI-P3 đạt 98%. Thế nghe qua về thông số như vậy là anh em cũng đã đủ hiểu là con màn hình này ngoài cho công việc làm việc thì anh em vẫn có thể sử dụng nó cho cái vấn đề giải trí cũng như chơi game. Thì với 144Hz cơ mà, anh em thoải mái có thể chơi game cũng như tận hưởng những cái screen game nó kiểu trong những cái tựa game FPS ấy, nó được thoải mái và kiểu gần như là hack map nếu mà anh em mà chơi MOBA. Tuy nhiên thì với cái tỷ lệ màn hình là 21:9 thì anh em cũng sẽ biết được luôn là con màn hình này nó sẽ được thiết kế cho cái việc là làm hình ảnh cũng như đồ họa và dựng video hơn. Và với những anh em mà làm những công việc liên quan đến như vậy thì cũng sẽ biết được là đấy, con màn hình này là dành cho anh em. Khi mà cái timeline anh em nhìn này, nó dài như con màn hình ấy, nó lại còn cong nữa, nó dài và cong.
Và với cái không gian làm việc như vậy thì anh em sẽ có rất nhiều đất để mà kiểu làm việc, cũng như là các cái thao tác trên phần mềm của anh em nó sẽ được tiện lợi và dễ dàng hơn. Đây. Và nói đến đây rồi thì đương nhiên là chúng ta không thể bỏ qua cái phần test để cho anh em có một cái nhìn chính xác và khách quan nhất về cái khả năng hiển thị cũng như là màu sắc của con màn hình này. Về giải trí hay cụ thể hơn là chơi game thì chúng ta cũng sẽ còn phải tùy thuộc theo là cái game nó có tương thích với cái tỷ lệ màn hình là 219 như thế này không. Và về cơ bản thì với những tựa game FPS nổi tiếng như là CSGO hay là PUBG hay là Battlefield thì anh em sẽ có một cái không gian nhìn nó sẽ rất là rộng. Tuy nhiên với một cái kích cỡ như thế này anh em sẽ phải kiểu đảo mắt qua lại để có thể xem và bao quát hết được cái màn hình ấy, và kể cả anh em chơi LOL hay là Dota thì cũng như thế. Và khi mà chơi trong một khoảng thời gian dài, khi mà anh em mới mua màn hình này về và chưa quen ấy, thì cái khả năng anh em sẽ bị chóng mặt và buồn nôn rất là cao khi mà mắt anh em phải điều tiết quá nhiều và không tập trung được vào đâu cả. Thế cho nên là đây cũng là một cái điểm cộng cũng như là một cái điểm hạn chế trên những con màn hình 219 khi mà anh em dùng để chơi game. Anh em sẽ được tích hợp một con loa stereo 2 kênh, mỗi kênh là 5W. Và thề là nếu anh em có cơ hội hãy đến Hà Nội Computer để trải nghiệm, thì là anh em sẽ bất ngờ về chất lượng của con loa này, khác với những con loa được tích hợp ở trên những cái màn hình khác mà anh em đã biết hoặc là đã sở hữu những con màn hình có tích hợp loa rồi. Thì phần lớn những cái màn hình được tích hợp nó sẽ chỉ là kiểu nó dừng lại ở cái mức là chống điếc thôi ấy, chứ nó không được tốt như thế này. Và khi mà bật cái loa lên thật sự là mình rất là bất ngờ khi mà kiểu bass, mid và treble nó đều được làm hoàn chỉnh và tiếng nó rất là tách bạch. Tuy nhiên thì đương nhiên là nó không thể nào mà đỉnh bằng những cái loa mà kiểu chuyên dụng được, nhưng mà về cơ bản thì để mà dùng xem phim hay nghe nhạc anh em vẫn có thể dùng rất là tốt và trải nghiệm cái âm thanh nó rất là đỉnh ở trên con loa trên màn hình này. Bây giờ thì hello cho anh em đã quay trở lại với channel Hà Nội Computer. Nếu như cho anh em một bộ PC với mức giá là 25 triệu, nhưng mà trong đó thì lại sử dụng chiếc cảm RTX 3070 đi kèm. Từ nãy giờ nói về con màn hình thì mình hơi quên là chưa nhắc về cái tên của nó. Thì về các bạn, đây là một con màn hình được đến từ LG, khi mà anh em có thể nhìn thấy cái logo của nó ở dưới này. Và con màn hình này thì có tên là 38WN95C, có giá là 34.899.000 đã được bán tại Hà Nội Computer, kèm rất nhiều những khuyến mãi hấp dẫn. Anh em có thể tham khảo ở đường link ở phía dưới phần mô tả. Và về các bạn thì đây là một cái mức giá nó không được phổ thông cho lắm, khi mà đương nhiên rồi, đây là một con màn hình cao cấp và hướng tới những người yêu cầu cao trên về một con màn hình trong việc chơi game cũng như làm việc, và đặc biệt là làm việc. Anh em sẽ sở hữu cho mình những cái công nghệ rất chi là tối tân trên con màn hình này. Và chưa kể là một cái tỷ lệ màn hình phù hợp cho việc làm việc là 21.9. Và với các bạn thì bây giờ cũng hết video rồi. Bên trên là tất cả những gì về con màn hình này. Anh em thấy sao về nó? Nó có ổn và với mức giá này nó có đáng tiền hay không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và cũng như đừng quên bấm subscribe cái chuông nhỏ nhỏ phía dưới bên dưới này này, để có thể ủng hộ cho chúng mình, cũng như là không bỏ qua bất cứ một cái video nào hay bỏ qua về thông tin về sản phẩm nào. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.